Ngày 10 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Dần, đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã dâng tập về chùa Bằng Linh Tiên Tự, số 63, phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ngay từ sáng sớm để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng. Đây là ngày chuyên tu tịnh độ của đại chúng nhằm hướng lòng thành kính kỷ niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà. Đúng 7 giờ 30 phút sáng, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm lễ niêm hương bạch Phật và đăng đàn truyền giới cho các hành giả tu tập bát quan trai giới trong ngày tu này. Tiếp theo, dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng chư tăng bản tự, các hành giả tu tập bát quan trai đã trang nghiêm lắng nghe và lễ lại 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là pháp tạng tỳ khưu. Với mỗi lời nguyện, đại chúng đều thành kính niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn. Sau đó, đại chúng đã nhất tâm tụng hai thời kinh là kinh A Di Đà và kinh Pháp Hoa quyển thứ 7 nhằm cầu nguyện sự an lạc yên vui trong cuộc sống và hòa bình cho tất cả chúng sinh. Buổi trưa, đại chúng thực hiện nghi thức cúng quá đường, dùng cơm chay trong chính niệm tỉnh thức. Đầu giờ chiều, đại chúng đã thực hiện các thời khóa niệm Phật trong sự nhất tâm hướng lòng về Đức Giáo Chủ cõi Cực Lạc phương Tây. Đặc biệt, đại chúng đã được đón nghe thời pháp thoại vô cùng ý nghĩa của Thượng tọa Thích Tiến Đạt, trụ trì chùa Đại Từ Ân, nói về ý nghĩa của việc cầu về Tây Phương Cực Lạc cũng như giá trị của pháp môn tịnh độ. Qua đó, Thượng tọa giảng sư đã sách tấn các hành giả Pháp Hoa trong mùa tu gia hạnh này cần dùng công tu tập hơn, nỗ lực giảm tinh cần hơn nữa. Hãy niệm Phật đừng lo sợ vọng tưởng, bởi bản chất của vọng tưởng đó là không thật. Bài giảng ý nghĩa của Thượng tọa giảng sư đã khép lại ngày tu tịnh độ tràn đầy hỷ lạc.